Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mời kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự thất bại của Nguyễn Phú Trọng và mù đồ của Tô Lâm. Đi cùng cả quãng đường dài cùng với Nguyễn Phú Trọng đó chính là cánh tay phải, thanh kiếm và lá chắn Tô Lâm. Tô Lâm đủ thông minh để nhìn ra con gà gian ác nên lúc nào cũng tỏ ra thận tụy và không màng chức tước hay là bồng lộc, sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi bắt cóc giữa trời Tây, giết ông già giữa đêm gần về sáng và để chứng minh lòng trung thành của mình. Trần Duất Anh đã bị ép phải làm đơn về hưu để bảo toàn tài sản cùng với gia đình, giống như là Nguyễn Xuân Phúc. Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sắp tới thì sẽ là Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và không hiểu đến giờ phút này tại sao vẫn chưa bị xử nhìn vào danh sách để thấy thiếu hụt hoàn toàn lực lượng để kế nhiệm kỳ tới 2026 đến 2031 những đứa trong độ tuổi từ năm 1965 1970 duy nhất thì có võ văn thưởng sinh năm 1970 trần tuấn anh sinh năm 1964 tuổi còn rất đẹp thì lại bị đồng đảng loại bỏ và như vậy thì đây là một thất bại nữa của Nguyễn Phú Trọng. Và như chúng tôi đã từng phân tích trước đây thì Nguyễn Phú Trọng không chỉ có bán thân bất toại, bại liệt nửa người mà Nguyễn Phú Trọng còn lại biểu tượng của sự thất bại, thất bại một cách nhục nhã. Không xử tù được bãi ích Nguyễn Tư Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, hai kẻ thù lớn nhất, chỉ tù được Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Trung, làm Tổng Bí Thư tới ba nhiệm kỳ liên tiếp và đến nay là hơn 13 năm nhưng không xây dựng nổi đội ngũ kế cận và bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ hai. Và nếu ai còn nhớ thì lúc bấy giờ Nguyễn Phúc Trọng lấy lý do ở lại là để xây dựng đội ngũ kế cận làm sao vừa có già, vừa có trung và vừa có trẻ. Nguyễn Phúc Trọng rêu rào giọng điệu này gần hết nhiệm kỳ thứ hai để cho Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng mơ mộng rồi cuối cùng thì lại bị đuổi về nhà, về ngồi chơi xây nước và chuyển sang giọng buộc phải ở lại vì cuộc chiến chống tham nhũng còn rất là căng thẳng và do được tín nhiệm, chứ chẳng phải là ông ta ham hố gì chiếc ghế này cả. Và như vậy thì sang tới nhiệm kỳ thứ ba thì lượng đồng đảng bị xử tù vì tham nhũng tăng vọt về số lượng và chất lượng và người ta thì không còn viết ra được là số tiền thiệt hại vì nó đã quá nhiều con số không và người ta thì cũng không thể thống kê được là số lượng đảng viên có chức bị bắt đó là ai và đấy là thất bại của Nguyễn Phú Trọng. Một kẻ tham nhũng quyền lực như Nguyễn Phú Trọng không xây dựng được đội ngũ kế cận và không làm trong sạch được đội ngũ của Đảng, không giữ được thân thể khỏe mạnh vẹn toàn thì không phải là một kẻ thất bại thì là gì? Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán và liệu kẻ thất bại này có đủ sức để xuất hiện trên truyền hình để mà đọc lời chúc Tết hay là không? Còn tôi thì lại cho rằng thì nếu như mà ông ta chết sớm thì Tô Lâm sẽ là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng nhiều người khác thì lại mong mỏi cứ thực vật mà hưởng thêm vài năm nữa như là võ nguyên giáp cũng tốt. Việc bàn ai kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng không phải là chuyện xa vời nữa và nó đang rất cần thiết và bất cứ lúc nào cũng cần phải có người thay thế. Nếu như lùi lại cách đây 10 năm trước khi đó là Đinh Thế Huynh hay là Trần Quốc Vượng tràn đầy hy vọng và thậm chí tinh ý thì lúc gần cuối nhiệm kỳ thì cách ăn nói đi đứng trang phục cử chỉ của Trần Quốc Vượng nhái nhái giống như Nguyễn Phúc Trọng tới 90%. Rồi sau đó là Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng đó là cách trọng để tiêu diệt đối thủ cạnh tranh với mình là chính và y như là chuyện gà trống như sau. Ông chủ thấy con gà trống giống cho cho xoay về để kế nhiệm vừa thả xuống thì gà trống già đã gạ anh với chú chạy thi và ai thắng thì được cả đàn gà mái nhưng anh lớn tuổi rồi cho anh đứng gần đích hơn một đoạn trống cho sướng quá thầm nghĩ thằng già bán thân bất toại bố chấp mày luôn thế là cuộc thi bắt đầu Gà trống già vừa chạy vừa la quang quác như là sắp bị cắt tiết. Ông chủ trong nhà vác súng chạy ra bắn chết chú gà trống cho ai miệng lầm bầm. Đâu ra lắm gà bê đê thế. Còn thứ tư rồi. Đấy. Cứ như thế 13 năm 3 nhiệm kỳ Tổng Bí Thư. Nguyễn Phú Trọng đã thắp lên bao nhiêu hy vọng cho những đối thủ chính trị. Để rồi cuối cùng ông ta đích thân tiêu diệt. Đi cùng cả quãng đường ấy phải nói đến Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an và Tô Lâm là một kẻ cũng đủ thông minh để mà nhìn ra con gà gian ác nên lúc nào cũng tỏ ra tận tụy và không màng đến chức tước hay là bồng lộc sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi và bắt cóc người giữa trời Tây và giết một ông già đảng viên dạng sáng để chứng minh lòng trung thành của mình với Minh Chủ. Võ Văn Thưởng có thể là một hậu duệ tốt về mặt lý luận, một bản sao lú luận chủ nghĩa cộng sản của Nguyễn Phúc Trọng, nhưng sinh năm 1970 thì còn quá trẻ để mà nối nghiệp và Võ Văn Thưởng tốt cho vài mươi năm tới khi mà anh ta 60 62 tuổi và lúc này thì một người trẻ có lý luận nhưng không có sự gian ác như Nguyễn Phú Trọng như Tô Lâm thì khó mà lòng giữ được đảng và chỉ có Tô Lâm mới là kẻ làm được điều đó nhiều người bảo Vương Đình Huệ đúng Vương Đình Huệ, Tô Lâm và Võ Văn Thưởng là ba ứng viên sáng giá nhất lúc này. Huệ thì cho đến lúc này thì không có điều tiếng gì nhiều ngoại trừ việc có con riêng với một ca sĩ gì đó ở bên Mỹ. Và con gái cũng đi học ở Mỹ, nhà cửa ở bên Mỹ và vợ thì lại đang làm bùa chấn yểm gì đó. Ba chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là Vương Đình Huệ lại quá tự tin cho rằng chỉ có mình mới xứng đáng ngồi vào ghế tổng bí thư kế nhiệm. Và đây là điều tối kỵ mà con gà già không thích. Và chính điều này sẽ cản trở lớn cho Vương Đình Huệ trong cuộc đua ngồi lên chiếc ghế vua tập thể. Đây là thời điểm tốt nhất để cho Tô Lâm ra tay tiêu diệt đối thủ Vương Đình Huệ và những đối thủ khác muốn nhòm ngó vào chiếc ghế vua tập thể Tổng Bí Thư. Và muốn thắng chắc thì xin hãy liên thủ với Võ Văn Thưởng, không nhanh thì sẽ không kịp vào giờ phút này và Tô Đại tướng thì trong thời gian này thì vuốt ve tổng bí thư không ngừng nghỉ để mà nhằm đoạt chiếc ghế tổng bí thư. Việc Bộ công an của Tô Lâm liên tiếp bắt giữ các nhân vật trọng yếu trong hệ thống chính trị ở sự cộng sản Việt Nam vào thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024 không khỏi khiến cho giới quan sát nghi ngờ với tần suất khởi tố bắt giam dày đặc liên tục không ngừng nghỉ. Hàng loạt các nhân vật tên tuổi là bí thư tỉnh ủy các tỉnh, thành phố như Trịnh Văn Chiến ở Thanh Hóa, Lê Đức Thọ ở Bến Tre, Trần Đức Quận ở Lâm Đồng và mới đây nhất Nguyễn Nhân Chiến, Bắc Ninh. Đáng chú ý đây là những nhân vật có liên quan mật thiết đến ngài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo giới tạo tên chỉ cần sử dụng một lập luận hết sức đơn giản rằng nếu như không thì sự liên quan mật thiết đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thử hỏi những nhân vật vừa kể với tội trạng đầy mình trong nhiệm kỳ Đại hội 12 tại sao vẫn được Nguyễn Phú Trọng cơ cấu vào danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo giới quan sát thì việc Nguyễn Phú Trọng không đón tiếp Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức trong chuyến thăm của ông đến Việt Nam gần đây khiến cho dư luận một lần nữa cho rằng phải chăng Tổng bí thư Nguyễn Phúc Trọng lại có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện cấp cứu. Điều đó càng khiến cho công luận lo ngại rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có biểu hiện chủ vắng nhà gà vọc điêu tôm. Bắt, bắt nữa, bắt mãi. Mới đây nhất thì chúng ta cũng đã thấy bí thư của tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã bị Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ từ người tình của ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tập đoàn AIC, và được biết vụ bắt giữ ông Chiến xảy ra trong bối cảnh cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Vào thời điểm mà ông Chiến đã hạ cánh an toàn được hơn 3 năm, có tin cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Cựu bí thư Bắc Ninh, người kế nhiệm ông Nguyễn Nhân Chiến cũng đang đứng ngồi không yên và nhất là bà Đào Hồng Lan có đóng góp rất lớn trong việc đưa Nguyễn Nhân Trinh, con trai của Nguyễn Nhân Chiến, giữ chức bí thư thành ủy Bắc Ninh khi mới 36 tuổi. Được biết, Nguyễn Nhân Trinh tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao hệ tại chức chuyên ngành cờ vua. Ở Việt Nam thì không nói, chỉ cần nói đến hệ tại chức thôi thì chúng ta có thể biết được trình độ của họ như thế nào rồi kể cả hệ chính quy đi chăng nữa thì họ vẫn mua được bằng chứ huống hồ gì là hệ tại chức hệ tại chức thì vẫn ăn lương của nhà nước và ghi danh để đi học nhưng thực ra chẳng đi học ngày nào cả một điều đáng chú ý là theo giới quan sát thì hàng loạt các vụ việc liên quan đến các vụ án của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic người tình của thủ tướng phạm minh chính đó là nguyễn thị thanh nhàn đã bị bộ trưởng công an tô lâm cho lôi ra và điều này thì cũng phù hợp với nhận định về khả năng vươn lên ngôi vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tác giả Lê Văn Đoanh nhận xét Phạm Minh Chính bị sorry đòn bởi các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu đến người tình Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Facebooker Hoàng Dũng mới đây đã biết trên trang Facebook cá nhân của mình cũng cho rằng Liên quan đến em Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC thì anh Nguyễn Nhân Chiến Bắc Ninh không phải là người cuối cùng mà cuối cùng chắc chắn vẫn nhắm tới anh Phạm Minh Chính và ép anh phải về hưu làm người tử tế, không đòi ở lại làm trường hợp đặc biệt để tranh giành ghế Tổng Bí thư. Trên báo VN Express nêu rõ trong vòng 2 năm qua thì công ty AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về chỉ định thầu ở các tỉnh thành Cụ thể, vào cuối tháng 12 năm 2023, thì nhiều lãnh đạo cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin Truyền thông. Trước đó, thì các vụ án liên quan đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà báo Mai Ba Kiếm viết trong một status rằng, cựu bí thư Bắc Ninh giữa đoàn tù nhân có tôi đi hàng sau. Đồng thời cũng nhận xét, Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trước khi về hưu 3 năm thì đã bị mạng xã hội tố là gia tộc trị, gồm có tới hai chủ quan chức là vợ, con dâu, con rể, chú bác và anh chị em họ hàng cùng với uh, 4 quan bên vợ ông Chiến Năm 2021, Bí thư Nguyễn Nhân Chiến về hưu tưởng là đã hạ cánh an toàn. Ngày 4 tháng 1 năm 2024 thì Bí thư Nguyễn Nhân Chiến bị bắt vì tội nhận hối lộ của người tình Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, dạy oan cho mạng xã hội và không mắc tội hạ thấp uy tín Bí thư tỉnh. 7 năm trước, Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu đoàn gia tộc đi hiên ngang trên hoàn lộ. Giờ đây thì giữa đoàn tù nhân đó có tôi đi hàng sau. Hiện nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao và sức đã yếu, trí tuệ bị giảm sút và cũng đã hết giá trị sử dụng đối với Bắc Kinh. Do đó, những nỗ lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm như vừa kể không ngoài mục đích để vươn tới chiếc ghế ngồi vua tập thể Tổng bí thư, thay thế cho Nguyễn Phú Trọng đi đứng loạn trọng hiện nay ở tại hội 14. Tóm Nguyễn Nhân Chiến, ông Tổng quyết hốt chọn quê nhà của chị Nhàn, người tình của ông Phạm Minh Chính Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cho báo chí biết rằng như chúng ta đã đưa chúng ta đã được biết được những thông tin trước đây như vậy và trước đó thì Tô Lâm đã cho quân đến Bắc Ninh bắt Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân và Nguyễn Hạnh Trung, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. À, hiện là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Đồng thời thì Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy là Bắc Ninh cũng tương tự giống như là Đồng Nai, cả là lãnh đạo tỉnh từ bí thư đến chủ tịch và giám đốc sở liên quan đều bị bắt. Cách làm việc của bà Nhàn ở bất cứ địa phương nào thì cũng giải tiền từ bí thư tỉnh xuống tới giám đốc các sở liên quan đến dự án mà bà Nhàn trúng thầu. Bộ nguồn tin riêng cho biết điều này gần như là không có ngoại lệ, cho đến nay thì bắc ninh là địa phương thứ ba dính đến bà nguyễn thị thanh nhàn bị khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can sau đồng nai quảng ninh thì cả ba địa phương này đều có dàn lãnh đạo dính đến sai phạm đấu thầu của aic thế nhưng thì tô lâm lại không thể bắt hết dàn lãnh đạo quảng ninh bởi bí thư quảng ninh lúc bà nhàn trúng thầu gói thầu thiết bị bệnh viện sản nhi quảng ninh chính là phạm minh chính nguyên thủ tướng hiện nay hiện là đang là thủ tướng chính phủ hiện nay vào thời kỳ ông phạm minh chính làm bí thư tỉnh thì ông nguyễn văn đọc làm chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ninh nhờ có tảng đá phạm minh chính cản đường mà giàn lãnh đạo bên dưới ông chính tại quảng ninh lúc đó giờ đây thì vẫn chưa bị khởi tố đấy đang là vùng cấm chăng và nếu là vùng cấm thì có lẽ ông phạm minh chính lập ra chứ không phải là do nguyễn phú trọng lập ra cùng sai phạm giống nhau nhưng cựu bí thư đồng nai trần đình thành và cựu bí thư bắc ninh nguyễn nhân chiến bị bắt còn cựu bí thư quảng ninh phạm minh chính thì vẫn không bị sao bình yên vô sự nếu là nhà nước pháp quyền thì ông chính cũng phải chung số phận với những ông cựu bí thư kia chứ sao lại bình an vô sự như thế cũng đủ để thấy rằng Đấy là đánh nhau mượn cớ chống tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng một cách thực sự không có vùng cấm. Vì là đánh nhau nên khi gặp đối thủ mạnh đánh mãi không gục nên đành phải bó tay. Quê nhà bà Nguyễn Sinh Nhàn không có một ai đủ mạnh giống như Phạm Minh Chính để che chở. Nên rất có thể Nguyễn Phú Trọng sẽ cho Tô Lâm bắt thêm nếu ông muốn Tại Bắc Ninh thì còn có vụ án liên quan đến hai gói thầu ở Sở Tài nguyên và Môi trường và một gói thầu ở Sở Giáo dục cũng có liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhan. Và những ai từng cấu kết với bà Nhan hay những ai từng chịu sự chỉ đạo của Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh thì cũng cần phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng sổ khám. Giàn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 có Đào Hồng Lan vẫn đang tại chức và hiện là Bộ trưởng Y tế. Thời kỳ này xảy ra sai phạm liên quan đến AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Đào Hồng Lan là một trong ba lãnh đạo chủ chốt lúc đó với vị trí Phó Bí Thư Thường Trực. Và Phó Bí Thư Thường Trực Đào Hồng Lan là người phụ tá đắc lực cho Bí Thư Nguyễn Nhân Chiến. Nên nói bà Lan không liên quan thì không thuyết phục. Và lại bà Nhàn giải tiền cho cả nhà lãnh đạo từ trên xuống dưới lẽ nào bà Nhàn lại chừa bà Lan ra. Trong vụ án dính đến Sở Y tế Bắc Ninh thì ông Tô Lâm có cho bắt một người đang tại chức đó là ông Nguyễn Hạnh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cựu giám đốc Sở Y tế. Vậy liệu ông Tổng có cho chạm tới người đứng chức nhưng đang ở vị trí cao hơn như bà Đào Hồng Lan hay không? Và như vậy thì thời gian vừa qua có rất nhiều bí thư cựu bí thư tỉnh ủy bị bắt. Vào thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 thì Bộ Công an của bộ trưởng tô lâm đã có những động thái liên tiếp cho bắt giữ những nhân vật trọng yếu hệ thống chính trị việt nam và tần suất khởi tố bắt tạm giam dày đặc liên tục không ngừng nghỉ hầu như là hàng ngày bao gồm có hàng loạt những nhân vật tên tuổi như là bí thư các tỉnh như chúng tôi đã nói ở trên và bỏ qua những đánh giá ác ý khi cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm đang cố gắng giành ngôi đoạt vị với Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng theo logic thì có không có lửa thì làm sao có khói. Nghĩa là quan chức nói chung và các bí thư tỉnh ủy nói riêng nếu như sạch sẽ không dính chàm thì làm sao người ta Bộ Công an có thể bắt họ được. Dư luận xã hội đặt câu hỏi đáng quan tâm là tại sao gần đây rất nhiều bí thư tỉnh ủy về hưu rồi nhưng vẫn không được hạ cánh an toàn và vẫn bị đem ra xét xử. Như là bí thư Trần Đình Thành ở Đồng Nai, Nguyễn Văn Đọc ở Quảng Ninh và mới nhất Nguyễn Nhân Chiến ở Bắc Ninh vân vân. Câu trả lời thì rất rõ đó là tất cả do công tác nhân sự mà ra. Và tại sao lại nói như vậy? Theo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách song dưới thời trị vì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là kể từ nhiệm kỳ Tổng bí thư lần thứ hai sau đại hội 12 năm 2016 thì với sự hậu thuẫn của Bắc Kinh, sau khi ông Trọng đả bại bà X Nguyễn Tân Dũng thì ngay lập tức nguyên tắc lãnh đạo tập thể bị vứt vào sổ xác. Và tất cả các quyết định quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam kể cả vấn đề bổ nhiệm nhân sự đều do một mình cá nhân Nguyễn Phú Trọng toàn quyền quyết định thế mức, giới quan sát cho rằng từ sau đại hội 12 cho đến nay thì ban chấp hành trung ương với gần 200 nhân sự hàng đầu nhưng chỉ có cái bóng của Nguyễn Phú Trọng phủ lên. Những gì ông nói hay muốn thì buộc các ủy viên trung ương, kể cả ủy viên bộ chính trị phải xem đó là nghị quyết của đảng. Đó là lý do vì sao ông Trọng viết gì hay nói gì thì được bộ máy tuyên huấn tung hô coi đó là kim chỉ nam. Điều này cho thấy Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm quyền lực tuyệt đối trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối. Đó là chân lý tuyệt đối trong khoa học chính trị, và đó cũng là lỗ hổng dẫn tới sự thất bại không thể cứu vãn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng vào thời điểm hiện nay. Chưa có bao giờ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lại xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, sử dụng tiền bạc vật chất để mua quan bán chức công khai trầm trọng như thời của nguyễn phú trọng làm tổng bí thư một quy trình bỏ tiền ra mua chức tham nhũng để lấy lại vốn và tiếp tục mua ghế có quyền lực cao hơn để tham nhũng được nhiều hơn đã hình thành rõ nét và trở thành một vòng xoáy thu hút biết bao nhiêu các con thiêu thân đâm đầu vào chỗ chết tới mức biết sẽ vô tù nhưng những con thiêu thân lãnh đạo ấy không hề biết sợ và cùng lắm thì cũng chỉ căn nhăn đen thì phải chấp nhận con đỏ thì quên đi đó và đen ở đây là điều cho thấy họ coi nghề làm lãnh đạo ở Việt Nam giống như là trò cờ bạc. Đen đỏ. Công tác nhân sự của ông Nguyễn Phúc Trọng rõ ràng rơi vào tình trạng khủng hoảng một cách trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương lãnh đạo cao cấp lũ lượt dắt tay nhau vào tù chăn kiến gần đây lớn cả về số lượng lẫn quy mô chức tước. Và điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phúc Trọng lựa chọn có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 13 được diễn ra vào hồi tháng 10 vừa qua, ông Trọng bị tập thể ban chấp hành Trung ương phê phán và có rất nhiều sai phạm trong việc đưa lọt vào Trung ương nhiều nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Đảng. Và đây là một điều chưa từng xảy ra đối với Nguyễn Phú Trọng trong 12 năm trên cương vị Tổng Bí thư. Vào ngày họp thứ 5 của hội nghị Trung ương 8 ngày 5 tháng 10 năm 2023, trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tung ra một bài viết chưa từng thấy công khai tấn công Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết với tựa đề chúng ta đã để lọt cán bộ không đủ đức, đủ tài và bất chấp hành trung ương khóa 12. Nội dung của bài báo đã phê phán ở nhiều nhiệm kỳ vừa qua thì nhiều cán bộ không đủ đức đủ tài vẫn lọt vào ban chấp hành trung ương mà rõ ràng ai cũng biết tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng tiểu ban nhân sự các khóa đại hội lần thứ 12 và 13. Theo giới phân tích thì kết quả hội nghị trung ương 8 cho thấy uy tín tổng bí thư giảm sút một cách nghiêm trọng chưa từng thấy. Bên cạnh đó thì còn có những cáo buộc cho rằng trong quy hoạch nhân sự cấp cao thì ông Trọng còn chủ trương chọn các quan chức đã nhúng chàm trong nhiệm kỳ cũ đưa vào danh sách nhân sự chủ chốt của kỳ đại hội mới. Cụ thể thì trong hai đại hội lần thứ 12 và 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong danh sách cơ cấu các ủy viên bộ chính trị hay là ủy viên trung ương thường có một vài lãnh đạo từng đã nhúng chàm nhưng vẫn được cơ cấu nhân sự chủ chốt. Đại hội 12 có các ủy viên bộ chính trị như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải, còn ở đại hội 13 thì có Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội, thậm chí cả Phạm Minh Chính Thủ tướng Chính phủ vân vân. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao ông trọng với tư cách là trưởng tiểu ban nhân sự lại có lối cơ cấu vừa bừa bãi vừa ẩu tả đến như vậy? Phải chăng ông không nắm được thông tin sai phạm của các nhân sự vừa kể? Xin khẳng định ông Trọng không những biết mà thậm chí biết rất rõ hết. Xong do ông nắm được tử huyệt của tất cả các ủy viên bộ chính trị nói riêng và các nhân sự lãnh đạo các cấp nói chung nên ông có toàn quyền quyết định và buộc họ phải thực hiện các yêu cầu của ông trong mọi vấn đề. Đặc biệt thì các nghị quyết của Bộ Chính trị về nhân sự theo nguyên tắc lấy số đông thì ý định của Nguyễn phú Trọng thì luôn được đa số ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ vì họ đã nhúng chàm thì làm sao dám biểu quyết ngược với ý của tổng bí thư ông nguyễn phú trọng đáp đảo được tập thể bộ chính trị là vì lý do đó với cách thức vừa kể thì công luận thấy rằng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thành công trong chiêu nhất tiễn hạ song điều một là các nhân sự đã nhúng chàm và trước đó thì phải mất tiền chạy tội cũ để mà không bị xử lý hai là sẽ thừa thắng sốc tới để chạy cơ cấu tiếp với chức vụ cao hơn trong kỳ đại hội sắp tới. Nhưng đổi lại thì các vị đó luôn sống trong lo sợ và sẽ thực hiện mọi yêu cầu từ tổng bí thư. Các nhân vật là bí thư các tỉnh, các tỉnh thành phố mới bị bắt gần đây dưới thời của Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì nội bộ của đảng cộng sản Việt Nam diễn ra tình trạng đấu đá tranh giành quyền lực triền miên chưa từng thấy. Do vậy mà các lãnh đạo cấp cao của Đảng sống chết bằng mọi giá nào đó, phải leo cho thật cao, chui thật sâu, bởi vì càng leo cao thì càng an toàn. Trong gần 3 nhiệm kỳ, làm tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng và đàn em đã ăn nên làm ra nhờ việc chọn và sắp xếp nhân sự để mua quan bán chức là vậy, với phương châm sống chết mặc bay và tiền thầy bỏ túi. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.